Chào các bạn, nay mình lên sóng một số con máy cưa gỗ. Con số 1 là con GUB, máy đang rất đẹp, điện 110, đẹp leng keng, ốc 7 màu. Thể nói đây là một siêu phẩm. Cho đèn led đây này cho các bạn nhìn cho nó rõ. Xung quanh 4 chiều. Con này nghiêng hạ 45 độ nhé. Đầy đủ. Con này là con cưa gỗ lưỡi 320. Vòng tua là 3000, điện 100V. Công suất 1100W. Mình test máy cho các bạn. Con này mình để cho các bạn là 1.300.000. Chuyển khoản thì mình bao ship. Các bạn nào mua hàng vui lòng đặt cọc cho mình 100.000. Một cái thẻ 100. Hàng này là mình không bao ship nhé, trừ chuyển khoản thì mình sẽ bao ship. Bạn nào mua hàng xin liên hệ với số điện thoại là 0973 211 223. Rồi, con số 1, 1.300.000. Con số 2. Con số 2 là một con cưa trượt. Tất cả của mình mấy con máy này là đều dây nguyên bản nhé, nguyên zin rất là dài nhé. Con cưa trượt này các bạn về chỉ việc sử dụng đầy đủ, không thiếu một chức năng gì. Con này là con lưỡi 119. Con này có khởi động mềm nhé. Thank you.
máy đang còn rất đẹp, rất là có thể nói như là mới. Cái bảng cắt này nó vẫn còn vết máy phay. Đây do quá trình để ngoài bãi thôi, máy rất mới. Để ngoài bãi thì nó nổ tí sơn ra thôi. Tem mác còn nguyên nhá, con này là con Makita nhá, LS0712. Tem mác mới đét, nguyên zin. Cứ trượt thành nghiêng được một bên nhá, nghiêng trái một bên. Cái lưỡi này của nó là màu vàng như thế nhá, màu đồng nhá, chứ không phải là hoen rỉ gì đâu nhá. Nhiều bạn không biết lại tưởng là lưỡi hoen rỉ, lưỡi màu đồng đấy. Có đèn led nhá, đèn led hỗ trợ sáng. Đây. Con này mình để cho các bạn là 2.250.000. Con số 2 nhé, 2.250.000. Con số 3. Số 3 là một con máy cắt sắt, à máy cắt máy cưa gỗ. Lưỡi 380. Con này máy đang còn tương đối đẹp. Cho các bạn xem ở trong của cái nắp ốp. Quá đẹp luôn. Con này là con Makita. Makita. Lưỡi 380. Lưng hạ. Đầy đủ. Con này mình để cho các bạn là 1.500.000. Cái này nó bong cho nó lọc xà lọc xọc. Con này phích cắm này mình đã thay rồi nhé, nó về nó xấu quá mình thay. Con số 4 là một con cưa gỗ. Dây nguyên zin, giả con này mới 9%.
cái sùi sùi này hóa ra đây là để ngoài bãi thì là nó bị sùi đi sơn đây thôi, không 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 vấn đề đây. Các bạn nhìn cái bàn cắt nó sơn đen mà nó chưa có chảy xước, đang còn mới óng ánh. Đây mình cho các bạn xem cổ bóp này, nó có cái lỗ xem cổ bóp này. Đẹp long lanh đồng vàng nha. Con này con máy đời cao, nó có phanh, con này còn Hitachi nhé. Mặt trong này nó hơi sùi cái sơn một tí do nó để ở bãi nhé. Đây con ốc của nó còn đang còn mới leng keng. Trong đang còn mới bóng. Con này mình để cho các bạn là giá là 1.450.000 nhé. Nào mua hàng thì vui lòng đặt cọc cho mình thẻ 100. Mình bán hàng là không bao ship nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem thì cho mình xin một like, nhớ ấn kênh đăng ký kênh để mình có những video sớm nhất đến với các bạn. Chào các bạn nha.